âm nhạc tuyệt đẹp vang vọng trong hội trường. Khi người đàn ông kết thúc màn biểu diễn piano đầy đam mê của mình, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Bởi vì đối với khán giả châu Âu, một người châu Á chơi piano còn xa lạ, tôi không mong đợi nhiều ở một thanh niên đến từ phương Đông chơi piano. Tuy nhiên, chỉ trong 5 giây sau khi anh bắt đầu chơi piano, toàn bộ khán giả đã phải mê mẩn với màn trình diễn piano đẹp mắt. Có khán giả còn hỏi, người đó đến từ nước nào? Các đối thủ khác trong cùng cuộc thi cũng say mê với màn trình diễn piano tuyệt đẹp của anh chàng. Đâu là danh tính của người đàn ông châu Á khiến mọi người mê mẩn tại cuộc thi piano được tổ chức ở một vùng đất châu Âu xa xôi? Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Warsaw, thủ đô của Ba Lan, còn được mệnh danh là trái tim của châu Âu, nối liền phía Bắc và phía Đông của châu Âu. Đây là quê hương của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Chopin và là thành phố lịch sử đóng vai trò là trung tâm kinh tế và văn hóa của Ba Lan. Đặc biệt, đây là một thành phố xinh đẹp đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới và thu hút rất nhiều khách du lịch châu Âu. Cuộc thi piano quốc tế Chopin vừa được tổ chức tại Warsaw là cuộc thi piano danh giá nhất thế giới, bắt đầu từ năm 1927 để vinh danh nghệ sĩ piano huyền thoại Chopin. Được tổ chức 5 năm một lần, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức cách đây khoảng 80 năm và đã được tổ chức không một lần gián đoạn nào cho đến ngày nay. Đặc biệt, cuộc thi piano quốc tế Chopin được cho là cuộc thi tốt nhất dành cho những ai muốn trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc nhất thế giới. Đó là lý do tại sao các nghệ sĩ piano tham gia cuộc thi đều đạt đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, tại cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 18 vừa được tổ chức, một người đàn ông châu Á đã xuất hiện khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Danh tính thật của anh là nghệ sĩ dương cầm Việt Nam Nguyễn Việt Trung. Anh đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình với mọi người trên thế giới với màn trình diễn piano choáng ngợp thống trị sân khấu. Hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao màn trình diễn piano của anh ấy. Tất cả khán giả trong hội trường đã hưởng ứng bằng tất cả những tràng pháo tay trước màn biểu diễn piano đầy xúc động của anh ấy. Thực tế, anh ấy đã không gây được nhiều chú ý tại cuộc thi ngay từ đầu. Khi anh ấy lên sân khấu cho vòng loại đầu tiên, khán giả và giám khảo dường như không quan tâm đến anh ấy lắm. Vì ban giám khảo của cuộc thi hầu hết là người châu Âu nên họ bày tỏ sự thất vọng khi quốc tịch của Nguyễn Việt Trung được biết đến là Việt Nam. Một bàn tay nhỏ bé châu Á có thể biểu diễn piano đúng cách không? Tôi biết nghệ sĩ piano huyền thoại của Việt Nam là Đặng Tài Sơn, nhưng từ đó đến nay đã có nghệ sĩ piano nào xuất sắc của Việt Nam chưa? Tôi không muốn nghe người châu Á chơi piano nữa. Các giám khảo châu Âu đã đánh giá anh bằng những định kiến vô lý trước khi nghe anh trình diễn. Thật vậy, trong số nhiều nhạc sĩ cổ điển, có một sự coi thường ngầm đối với người châu Á. Họ tự hào rằng âm nhạc cổ điển là văn hóa của giới quý tộc châu Âu. Đó là lý do tại sao họ nghĩ rằng người châu Á ở bên kia thế giới không thực sự hiểu âm nhạc cổ điển. Nhưng khi Nguyễn Việt Trung bắt đầu chơi đàn, mọi người đều giật mình. Ngay khi anh ấy bắt đầu chơi piano với bài hát mà anh ấy đã chuẩn bị, tất cả khán giả đã phải lòng nó. Màn trình diễn piano tinh xảo nhưng đầy cảm xúc của anh đã gây được tiếng vang trong hội trường. Các giám khảo đánh giá cao phần trình diễn chất lượng cao của anh đã nhất trí cho anh vào vòng chung kết. Các giám khảo châu Âu dù cứng đầu đến đâu cũng không thể loại bỏ một nghệ sĩ dương cầm biểu diễn xuất sắc như vậy. Giám khảo của cuộc thi Piotr Palesny cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Ba Lan, đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ piano tài năng như vậy xuất hiện tại Việt Nam kể từ nghệ sĩ piano huyền thoại Đặng Tài Sơn của Việt Nam. Một nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới khác đã xuất hiện tại Việt Nam. So sánh Nguyễn Việt Trung với Đặng Tài Sơn, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 10 và làm nên tên tuổi của mình trên toàn thế giới, anh ấy nói rằng tài năng của anh ấy thật sự đáng kinh ngạc. Ngay cả ban giám khảo cũng cảm thấy rằng kỹ năng của Nguyễn Việt Trung thật tuyệt vời. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông địa phương. Tạp chí âm nhạc uy tín của Ba Lan Tua Muza ca ngợi tài năng của anh, gọi anh là một ngôi sao ca nhạc với tài năng piano không nghi ngờ gì. Khi ông nhận được rất nhiều sự chú ý tại quê hương của Chopin là Ba Lan, Hiệp hội âm nhạc Hoàng gia Ba Lan đã mời ông đến công viên Lazenki Hoàng gia.
Công viên Lazenki thuộc sở hữu của gia đình Hoàng gia Ba Lan, nổi tiếng là nơi tổ chức một số nhạc sĩ giỏi nhất vào thời đó để nghe các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển hay. Hoàng gia Ba Lan đã công nhận tài năng và năng lực của anh và muốn nghe anh thi đấu. Như để đáp lại những lời tán dương của Hoàng gia Ba Lan, anh đã chơi một cây đàn piano tuyệt vời. Ngoài ra, Nguyễn Việt Trung là người Việt Nam thứ hai chơi piano tại đây. Đặng Tài Sơn đến từ Việt Nam, người đã thành danh trong cuộc thi tương tự cách đây 40 năm, cũng được Hoàng gia Ba Lan mời chơi piano trong công viên này. Màn biểu diễn piano của Nguyễn Việt Trung đã trở thành chủ đề nóng không chỉ của nhiều nhạc sĩ mà còn của những người hâm mộ nhạc cổ điển trên toàn thế giới. Một trang nhạc cổ điển nổi tiếng của châu Âu đã phản hồi rằng, anh ấy chắc chắn là một trong những nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy xứng đáng được chơi piano trong công viên Lazenki, kỹ năng của anh ấy bị đánh giá thấp. Nếu anh ấy sinh ra ở châu Âu, anh ấy đã có mặt trên TV nhiều hơn bây giờ. Có vẻ như có rất nhiều người thực sự tài năng ở Việt Nam khi nghe tin một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới đã xuất hiện trở lại sau Đặng Tài Sơn. Nhiều người ngạc nhiên trước màn trình diễn piano của anh trong cuộc thi này, nhưng thực tế kỹ năng của anh không phát triển trong một sớm một chiều. Anh ấy đã thể hiện tài năng của mình trên sân khấu quốc tế từ khi còn nhỏ, thể hiện kỹ năng của mình trong một số cuộc thi piano quốc tế. Sinh năm 1996 tại Hà Nội, anh khởi nghiệp với giải nhì cuộc thi piano tổ chức tại Girado, Ba Lan năm 2004 và đã tham gia nhiều cuộc thi uy tín cho đến ngày nay, đưa tên tuổi Việt Nam được thế giới biết đến. Anh cũng bày tỏ tình yêu với Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông trong nước, nói rằng tôi đang giới thiệu âm nhạc dân gian tuyệt đẹp của Việt Nam đến nhiều người ở Ba Lan. Mục tiêu hiện tại của anh là thành lập một trường dạy nhạc cổ điển tại Việt Nam. Anh cho biết anh vẫn đang nỗ lực vì nhiều trẻ em ở Việt Nam, những người có ước mơ trở thành nhạc sĩ cổ điển. Tôi mong rằng sẽ có nhiều tài năng Việt Nam nở rộ hơn nữa trong tương lai. Video hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã xem.